Dạ kênh bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn, cũng mời quý cô chú anh chị bạn giao lưu chọn tình ha. Mai ghép giỏ Bình Lợi, siêu bông giỏ Bình Lợi với một số bình mai ghép thường bồn, loại là giỏ Thủ Đức hay là giỏ Phú Tân, giỏ Đa Phúc vậy đó, Phúc Thọ Hương, Đà Lộc gì đó, nhiều lắm. Thì mình quay sơ sơ của chú mình xem ha, rồi cô chú anh chị mình xem rồi mình liên hệ trực tiếp trong tình giúp kênh em của chú như bạn. Rồi, kênh bonsai Cần Thơ cảm ơn quý cô chú anh chị thì hôm qua đã ủng hộ kênh bonsai Cần Thơ chia sẻ. Rồi, kính chúc quý cô chú anh chị là nó tài đạt cho món vật. Rồi, ưng ý nào liên hệ tiếp trong tình luôn. Rồi em cũng chào anh Linh ha, chào kênh bonsai Cần Thơ và chào tất cả cô chú trên cả nước ha anh chị. Thì tiếp tục hôm nay thì em cũng có sạn ra 3 cây siêu bông Bình Lợi ha anh chị. Với đồ đó thì em cũng giao lưu với anh chị mình số lục bình mai ha, có cái bình trà nè cô chú, với cúp mai ha. Thì này em kết từ cây mai vàng anh chị, hàng độc ha, có lục bình mai là 30 cây ha anh chị. Thì địa chỉ của em thì ở xã Tăng Thiền, Chợ Lách, Bến Tre ha anh chị. Thì số điện thoại của em thì 0898 147 896 ha. Thì đó cũng là số Zalo của em ha anh chị. Rồi em không làm anh chị mất thời gian. Rồi vô cây mã số 1 là cây siêu bông Bình Lợi. Cây này em mua từ nhà vườn của anh Hoàng Việt ha anh chị. Đó, cây này em mua cây F1, hiện tại cây này em ghép ra cây F2 ha quý anh chị. Cây này em ghép một bo, nhưng mà cây này thì nó bị lũa ha anh chị, chủ yếu em bán cái bo, chủ yếu là bán cái giống ha anh chị, còn cây này thì mình không có tính ha. Rồi chiều cao của nó anh chị, hoành đi, cái hoành của cây này ha, cây này hiện tại nằm chỗ 2,5 tấc ha anh chị, cái hoành của nó 13 ha quý cô chú. Em đo từ cái bo lên anh chị, thì nó khoảng là 32 anh chị, là 3,2 tấc ha. Thì cây này hiện tại vì anh chị các bo cũng cả được 7-8 bo anh chị. Đó. Thì cây mã số 1 cây siêu bông Bình Lợi ha, em ghép được 1 tháng. Cây này em giao lưu với anh chị mình đó là 300.000 ha anh chị, là bao ship cho anh chị mình luôn ha, khi ship bỏ chậu ha. Cây của em thì anh chị yên tâm ha, cây nuôi cả năm rồi nên cây thừng mò thừng chậu ha anh chị, lúc bầu bó bầu cho anh chị mình ha. Siêu bông Bình Lợi. Rồi tiếp theo là em lên mã số 2 cũng là siêu bông Bình Lợi ha anh chị. Cây này em ghép được 2 bo. Phát triển tốt dữ. Cây này chủ yếu là em ghép chột nhiều anh chị. Cây này em nuôi cả năm em mới ghép chột ha. Hoành thân của nó anh chị. Cây này thì lành tích ha, không có lũa anh chị. Hoành của nó là 13 anh chị. Đo cái bo lên thấy thì bo cao nhất thì nó khoảng là 22 anh chị. Thì rồi cây mã số 2 này em giao lưu với anh chị mình á, cũng là 600.000 ha. Bao ship cho anh chị mình ha anh chị, 2 bo ha anh chị. Đó, cây này về cắt được mười mấy bò anh chị. Thì trước khi ship em sẽ tháo chậu ha anh chị, và đóng vô cái thùng mốt, và ngoài này em sẽ bọc thêm một cái miếng lưới nữa ha, rồi em đóng thùng mốt vô trong. Rồi cây mã số 3 cũng là siêu bông Bình Lợi ha anh chị. Đó, thì anh chị mình không tin tưởng thì này em mua từ nhà vườn của anh Hoàng Việt ha anh chị. Đó, em có lên clip em công chứng cho anh chị mình xem ha. Rồi hoành thân của nó anh chị là khoảng 15 hoành ha anh chị, 15 hoành. Cái bo này nó cao được 31 anh chị, là 3,1 tấc mình đó anh chị, 3 tấc ha. Rồi cây mã số 3 siêu bông Bình Lợi này thì em giao lưu với anh chị mình á là 650.000 ha anh chị, bao ship cho anh chị mình ha. 2 bo ha anh chị. Rồi em chỉ lên duy nhất 3 cây thôi anh chị. Rồi tiếp theo thì em lên hàng lục bình mai ha anh chị. Đây, em có sạn ra nè. Cái này thì em kết từ cây mai vàng anh chị, mai giao ha anh chị, mai giao Thủ Đức mình ha. Bông của nó thì mai giảo thì nó sẽ có tình trạng 5 cánh, thì em báo với cô chú mình á từ 5 tới 12 cánh anh chị. Đó, cây của em thì nuôi đang thường chậu sống khỏe luôn nè, tại cái đàn này cây nó rất là già luôn chị. Để tết các bông cái trên cái lục. Em đo hoành đế của lục bình ha anh chị. Thì hoành đế của nó là được 77 ha quý cô chú. Cái eo nè anh chị. Cái eo thì còn lại là 73 ha. Đó, cây của nó thì khoảng 3 phân trở lên ha anh chị. Tốt ha. Cây già nên nó bung tược rất là mạnh nên quý cô chú. Rồi cái hoành đế, hoành bụng to nhất của nó 117 ha quý anh chị. Cái cổ nè, em rút về cái cổ ha. Cái cổ là 55 anh chị, 55 ha. Cái tán xè của nó hiện tại thì được 50 ha anh chị. Chiều cao tổng của nó anh chị là được 75 ha. Thì hàng này về anh chị mình Tết nay chơi bông được rồi nè. Rồi cây lục bình mã số cây lục bình mã số 1 ha. Thì em giao lưu với anh chị mình á, một bình như vậy là 600.000 ha anh chị. Một cặp anh chị chốt một cặp thì nó gặp 1,2 triệu ha, cả bao ship cho anh chị mình luôn ha anh chị. Rồi tiền ship cái bình này không nó khoảng 200.000 anh chị. Thì ship tiền thùng ha. Một bình 600. Rồi tiếp theo thì em cũng mới làm ra một cái sản phẩm cũng là bình mai mà em có chế tạo thêm có hai cái quai anh chị. Đó, nhìn cũng như cái cúp mình đó anh chị. Đây. Chị mình xem ha. Dạng như chiếc cúp này nữa chứ. Dạ. Về chơi hàng độc anh chị. Cái những cái hàng này em kết vô thì em đánh võng hết trơn ha. Em đánh mỗi bên 3 cây anh chị. Võng nữa nó khích lại dính vào dính liền. Rồi cái hoành đế của nó ha anh chị, hoành đế có lục bình ha, cũng là 75 ha quý anh chị. Cái eo nó cắn cho này thì nó là 70 ha. Cái tược nó mạnh khỏe chứ. Cái bụng to nhất của nó ha quý cô chú. Thì nó tầm trung là nó khoảng 115 tới 117 anh chị. Đây. 115 ha. Đó. Cái quay cành mà từ hai bên này ra gì nè anh chị, rồi nó khoảng là 62 ha anh chị. Đó, chiều cao tổng của nó thì nó cũng là 7, cái bình này nó cao được 80 anh chị. Rồi báo với anh chị mình từ 75 tới 80 ha. Rồi chiếc cúp mã số 2 này cũng là em kết từ cây mai vàng ha. Thì em giao lưu với quý cô chú mình á, một bình của nó là 900.000 ha anh chị. Một cặp của nó là bị 1.700.000 ha. Đó, như anh chị lấy cặp á, thì em sẽ giảm cho anh chị 100.000, còn là 1.700.000 ha. Bao ship cho anh chị mình toàn quốc Việt Nam luôn ha. Chậu thì 900. Rồi tiếp tục thì em cũng mới làm ra sản phẩm là bình trà mai anh chị. Cái này là mình về thích hợp chơi hàng độc lạ nè anh chị. Đầy đủ cái dồi đầy đủ luôn. Cái này cái quai ha, cái này cái dồi ha anh chị. Đó. Cây thì em thường chậu sống khỏe anh chị mình yên tâm ha, những cái hàng này thì cây rất là già luôn, mà cây nó thì khoảng 3 năm nên nó già anh chị. Thì em mới thường ngày nay thì nó cũng khoảng 1,5 tháng à, cũng chưa lâu ha quý cô chú. Cái hoành đế của nó ha anh chị, cái lục bình ha. Rồi nó được là 75 ha anh chị. Cái này thì nó cũng là 75 ha, tại em cắn hai cái quai hai cái nè. Cái bụng to của nó quý cô chú. Thì nó cũng là 115 á quý cô chú. 115. 115 ha quý cô chú. Rồi cái cổ nè anh chị. Cái cổ của nó là cũng là 57 ha, 57. Nó chiều cao mà từ mặt bầu anh chị lên tới niền của nó là nó là 80 ha. Rồi cái bình trà ha anh chị, cái bình trà em kết từ cây mai vàng ha. Rồi cái loại này thì em giao lưu với anh chị mình á, một bình là 950 ha. Một cặp là 1.800.000 anh chị. Rồi bao ship cho anh chị mình toàn quốc luôn ha. Tại vì cái này anh chị biết sao không? Tại vì em thêm cái giò này nè, rồi tiền ship nó sẽ cao lên anh chị. Đó. Nó cồng kềnh chút cồng kềnh ha. Tại vì cái đường kính mà từ cái giò này qua tới tay cầm thì nó khoảng là 1m15 anh chị. Nó xa ha anh chị. Rồi thì tiếp tục em sẽ lên tiếp theo cái lục bình mai 24 cây mà chưa vô chậu nè anh chị. Đây, nhiều khi anh chị mình nói nè, em nuôi bình thường luôn ha. Chưa vô chậu mà anh chị mình thấy nó bung tược nè quý cô chú. Nó rất là dễ chăm sóc luôn ha. Cái hàng này về cái hàng lục bình á, về cô chú mình cứ tưới nước bình thường thôi. Chứ đừng có cái thứ nhất là không có tưới rễ ha anh chị, hàng này hàng mới. Chủ yếu là anh chị mình tưới nước đầy đủ trên mặt nè thì cây nó sẽ bung phát triển ngon lành ha anh chị. Cái loại này em kết 24 cây ha quý cô chú. Đây, cái này chưa vô chậu em rồi, hoành để sát của nó là nó được là 83 quý cô chú. Cái eo của nó nè, em rút lại một cái eo ha. Cái eo là 69 ha anh chị. Cái bụng của nó nè, cây đang nứt nành xì tược tùm hết trơn anh chị. Rồi cái hoành bụng của nó 114 ha quý cô chú. 114 ha. Cái cổ của nó rút lại nè anh chị. Gà nó được là 57 ha. Chiều cao mà từ mặt bầu của nó lên á thì cũng là 80 á quý cô chú. Rồi cái loại chưa vô chậu này em giao lưu với anh chị mình á, gà 550.000 một bình ha anh chị. Một cặp là 1.100.000 ha, gà bao ship cho anh chị mình toàn quốc Việt Nam luôn ha. 550. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên gọn. Cái em mới làm ra một cái sản phẩm cặp lục bình anh chị mà có vô dây luôn ha. Thì cái loại này đẹp 30 cây ha anh chị. Đó. Thì những cái hàng này là cặp này, cái loại này là em ship cho anh chị mình khu vực miền Tây thôi anh chị, xa quá ship không được chị. Nếu mà xa quá thì em sẽ đỡ tán lên ha. Vậy anh chị mình cứ bẻ ra ha anh chị. Tại vì em vô dây nè, khung nó rất bự luôn nên mình đóng thùng mót không được anh chị. Phải đóng thùng mót là mình phải bẻ vô. Đây. Ở trên này thì em dựng ra bộ 5 ngọn ha, 5 ngọn em làm thêm một cái vòng nữa anh chị. Cho nó túm lại. Đó, này là 30 cây hả quý cô chú. Là vô dây luôn. Chiều cao cái hoành đế của nó anh chị. Hoành đế của nó thì nó là 82 ha quý cô chú. Cái eo của nó nè, eo là 50 không phải 76 ha. Cái bụng, cái loại này thì bụng hơi to quý cô chú. Bụng nó to ha, 130 nè anh chị, 131 luôn ha, cứng luôn ha, tính 130 ha anh chị. Trồng cây mai to to bự bự. Cái cổ của nó thì 58 ha. Cái sẵn em đôi sáng xè luôn ha anh chị. Hiện tại em sửa hay gì á thì nó là được 195 anh chị. Chiều cao mà tính tới cái niền anh chị là nó được là 90 ha. Nếu mà tổng thể tới ngọt đoạn của nó ha thì cái này nó cao tới 135 anh chị. Rất là cao ha anh chị. Rồi cái loại này thì em giao lưu với anh chị mình á, một bình của nó là 1,2 triệu ha anh chị. Tại vì tiền dây, tiền công, tiền cá em rút ra nè anh chị. 1,2 triệu một bình ha, một cặp là 2,3 triệu ha anh chị. Là bao ship cho anh chị mình khu vực miền Tây ha. Còn em ở xa thì em sẽ buộc lòng, nếu mà anh chị chịu á thì em sẽ đợi bẻ dây lên ha anh chị. Rồi đóng vô thùng mốt cho anh chị mình ha. Vô dây nhìn nó đẹp đẹp, nó sao nó ra giá sẵn. Rồi tiếp theo thì em quay cho anh chị mình xem cái loại lục bình 30 cây, 50 cây anh chị. 50 cây một chậu ha, cái này nó bự quá em không lên xây anh chị. Để đắt quay cho anh chị mình xem ha. Làm các điều ha, nhìn cỡ cỡ nha. 50 cây ha anh chị. Đó, cái hoành đế của nó nè anh chị. Cái hoành đế của nó thì được 80 ha anh chị. 80 ha. Cái bụng, cái eo nè, cái eo là 70 ha anh chị. Cái bụng nè. Bụng to to. Cái bụng của nó 132 luôn chị, tính 130 ha quý cô chú. Cái loại này form nó dài dài. Cái này thì được cái bụng rất là to ha anh chị. To đều ha. Rồi cái cổ của nó thì nó là 65 ha anh chị. Chiều cao tổng của nó anh chị. Rồi nó cao được 1,35 m anh chị. Tính 1,30 m ha. Thì cái loại này 50 cây này em giao lưu với anh chị mình á, một cặp của nó, một bình của nó là 1,3 triệu ha anh chị, một cặp là 2,6 triệu ha. Rồi bao ship cho anh chị mình toàn quốc Việt Nam luôn ha. Rồi 50 cây, 1,3 triệu. Rồi tiếp theo thì em cũng quay cho anh chị mình xem cái loại lục bình 30 cây ha anh chị. Nhưng mà đặc biệt cái loại này thì nó bự anh chị, cái bụng nó bự ha. Chứ cái thân thì cái thân cũng bự ha. Mấy cây mai đây quý chú anh chị xem đây. Cái loại này thì em thường chậu nó nay nó cũng khoảng 2 tháng đó anh chị. Cái mà đặc biệt cái này nó cái gì nó cũng bự ra cho anh chị. Nè cái bình đế của nó được 97 anh chị. Cái eo này. Cái eo là 80 ha. Và đặc biệt cái bụng của nó nè anh chị. Cái này về anh chị mình thích hợp chơi một cặp về Tết nay mình chơi Tết thì ngon ha anh chị. 148 ha quý cô chú. Tết nay thì mình chơi Tết năm 2024 thì ổn ha. Cái cổ của nó anh chị. Cái cổ thì nó là 70 ha. Thì Tết là cái bông nụ kim nhóc nha. Chiều cao của nó tới cái niền thì 108 ha anh chị. Mà tổng thể của nó thì nó là 1,4 m anh chị. Bụng bự mà cao đó anh chị. Thì cái loại này em giao lưu với anh chị mình á, là một bình của nó là 1,3 triệu ha anh chị. Một cặp là 2,6 triệu. Thì em sẽ bao ship cho anh chị mình toàn quốc Việt Nam luôn ha. Đó. Rồi tiếp theo em lên sản phẩm cuối cùng á, loại 30 cây ha anh chị. Cái loại mà bình 1 triệu một bình ha. Đây. Nó miệng cái dãy này 30 cây 1,000,000 một bình anh chị. Đây. Cây này thì em thường chậu này cũng khoảng 2 tháng nha cô chú. Nó hoành thang của cây thì này nó khoảng 4 phân á. Cô chú anh chị mua sỉ thì có giá nhiều đó, từ 10 chậu. Cái lô này thì em cái lô thường chậu sống khỏe này thì nếu 30 cây thì còn khoảng 40 bình anh chị, cũng không còn nhiều. Cái hoành đế của nó nè anh chị là 80 phải 79 ha. Đó tuốt trên ha anh chị. Cái eo rút lại thì nó còn là 73 ha. Cây bung tược khá là dữ ha anh chị. Cái bụng to nhất là anh chị là 130 ha. Nó bự nha anh chị. Cái cổ nè. Cái cổ rút lại thì còn là 57 ha quý cô chú. Tán ngang của nó hiện tại bây giờ thì nó là 63 ha. Chiều cao mà tới cái niền anh chị là nó được 91 ha anh chị. Còn mà tổng thể của nó thì 1,2 m quý cô chú. Thì cái loại này thì 1,15 m tới 1,2 m. Thì cái loại này 30 cây ha anh chị. Thì em giao lưu với anh chị mình á, một bình của nó là 1 triệu ha anh chị. Một cặp của nó là 2 triệu. Thì em sẽ bao ship cho anh chị mình toàn quốc Việt Nam luôn ha. Thì số điện thoại của em á thì 0898 147 896 ha anh chị. Đó, thì cũng là số Zalo của em ha. Rồi thì loại này cũng là cuối cùng anh chị ơi. Thì hôm nay á, thì trong quá trình mà quay clip á, có gì mà suy sức á, thì mong anh chị mình thông cảm cho em ha. Rồi thì anh chị mình yêu thích lục bình mai hoặc là siêu bông Bình Lợi đó thì anh chị mình cứ alo em ha. Thì em xin hẹn anh chị lên những clip tiếp theo của em ha anh chị. Chào, chào anh Tinh luôn. Chào quý cô chú anh chị các bạn luôn ha. Cô chú anh chị mua sỉ thì đến tại vườn hoặc liên hệ trực tiếp với ảnh ha. Cô có giáo đãi cô sao? đủ loại, tùy theo cái mẫu kích thước của chú anh chị mà mình đặt hàng ha, thì ảnh sẽ làm theo mẫu đó của chú anh chị mình mua về tập chơi kiểu bonsai đủ loại ha. Rồi trân trọng kính chào quý cô chú anh chị các bạn mình ơi, cảm ơn quý cô chú anh chị thời gian qua ủng hộ kênh bonsai Cần Thơ chia sẻ cũng như ủng hộ cái clip mình mới quay. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều.